Hết thảy là nói tới phương pháp, gọi là tám vạn bốn ngàn pháp môn. Pháp là phương pháp, môn là môn kiếm. Tu gì? Toàn là tu thiền định. Này chúng ta chọn phương pháp trì danh niệm Phật, chúng ta dùng phương pháp này để tu thiền định, lấy pháp này làm chủ. Mỗi ngày dùng thời gian dài nhất. Ngoài cách ấy ra, chúng ta dùng phương pháp đọc kinh cũng là tu thiền định, cũng là nhiếp tâm. Vì quý vị không đọc kinh sẽ suy nghĩ loạn xạ. Khi đọc kinh, tâm đặt nơi kinh. Dùng phương pháp này cũng là tu định, cũng là tu tam muội. Đọc kinh Hoa Nghiêm bèn là Hoa Nghiêm tam muội. Đọc kinh Pháp Hoa bèn là Pháp Hoa tam muội. Đọc kinh Vô Lượng Thọ bèn là niệm Phật tam muội. Nếu chúng ta đọc kinh chẳng chuyên tâm, đọc kinh còn có tạp niệm xen tạp trong ý, thì toàn bộ tam ma địa bị phá hoại, tức là chẳng có tam ma địa. Đọc kinh từ Như Thị Ngã Văn cho đến Tín Thọ Phụng Hành, đọc trọn một bộ kinh này chẳng có một vọng niệm nào. Đó là tam ma địa chân chánh. Nếu có mấy vọng niệm, chỉ cần chưa nhiều hơn 5 vọng niệm thì vẫn kể như còn khá lắm, công phu khá lắm. Nhưng nhiều hơn 5 vọng niệm tức là chẳng có công phu. Vì thế khi đọc kinh, tốt nhất là nên đóng cửa lại, phải rút điện thoại ra để khỏi bị bên ngoài quấy nhiễu. Niệm 1 giờ là ta tu định 1 giờ. Ta tu niệm Phật tam muội. Niệm 2 giờ là ta tu niệm Phật tam muội 2 giờ. Phải hiểu điều này. Bị hoàn cảnh bên ngoài quấy nhiễu, tức là bị phá hoại, công phu bị phá hoại, chẳng tính. Chân tu là gì? Giả tu là gì? Từ chỗ này quý vị biết ngay. Trong những người hiện diện chúng ta, các đồng học chẳng học Phật thì thôi, chứ các đồng học học Phật đều chẳng ra ngoài lệ này. Hễ biểu lộ tính tình bột chộp, hời hợt, tức là chẳng có tam ma địa. Nói theo kiểu người Hoa là thiếu định lực, không có công năng thiền định. Nếu không có thì có liên quan gì đến sự tu hành của chúng ta hay không? Quan hệ khá lớn. Không có định lực, bất luận dùng công phu gì, bất luận dùng pháp môn gì, Phật Pháp nói tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn, cho đến pháp môn niệm Phật, phương tiện thù thắng khôn sánh, đều chẳng thể thành tựu. Nguyên nhân chẳng thể thành tựu là gì? Tâm quý vị tán loạn. Vấn đề này nghiêm trọng. Tâm tán loạn không chỉ là tu đạo chẳng thành tựu, mà tu bất cứ điều gì trong thế gian cũng chẳng thể thành tựu. Nên mới biết không có định lực có quan hệ to lớn. Vì thế xếp câu này lên phía trước, nhằm nói lên đức thành tựu thứ nhất của hết thảy các vị pháp thân đại sĩ tham dự pháp hội. Chúng ta phải học, không học chẳng được.
Có tam muội thì mới có thể khai trí huệ. Quý vị xem câu tiếp theo là: đắc nhất thiết Đà La Ni. Tùy thời ngộ nhập Hoa Nghiêm tam muội. Nếu chúng ta truy cứu nguyên nhân vì sao tâm chúng ta chẳng thể định, tôi nghĩ các vị đồng học tu tập đã lâu nhất định thấu hiểu. Những người tu học Đại Thừa nhất định chẳng thể rời khỏi lục ba la mật của Bồ Tát. Định được tu thành bằng cách nào? Tinh tấn. Quý vị thấy tâm quý vị tán loạn, tức là quý vị chẳng tinh tấn. Vì sao chẳng thể tinh tấn? Quý vị chẳng có kiên nhẫn, chẳng có nhẫn nhục ba la mật, chẳng thể nhẫn, chứng tỏ quý vị chẳng trì giới. Trì giới chẳng tốt đẹp, chứng tỏ quý vị chẳng buông xuống. Bố thí là buông xuống. Quý vị xem nha, trụ tam ma địa là tầng thứ năm trong lục ba la mật, không có bốn tầng công phu phía trước, làm sao quý vị có thể đắc tam muội cho được? Đồng học niệm Phật đạt được môn định có tên là niệm Phật tam muội. Chỉ cần đắc niệm Phật tam muội, giảng sanh bèn nắm chắc. Tuy công phu không sâu, tu các pháp môn khác chưa chắc có thể thành tựu, nhưng do một chút công phu này có thể thọ dụng khá lớn trong pháp môn tịnh tâm. Sanh về cõi phàm thánh đồng cư, há còn có vấn đề gì hay chăng? Điều này có quan hệ to lớn với chúng ta. Chúng ta hiểu, nếu muốn đắc niệm Phật tam muội, đầu tiên là phải biết tinh tấn. Chân tinh tấn nhất định phải do nhẫn nhục ba la mật mà có. Quý vị chẳng thể nhẫn nại chịu đựng thì không được, chẳng thể định. Do vậy trước đó là trì giới và bố thí. Bố thí là buông xuống. Thứ gì vẫn mong tham đắm, vẫn muốn khống chế, vẫn muốn chiếm hữu, người như vậy tu hành trong Phật môn nói dễ nghe một chút là tu một chút phước báo nhân thiên. Nói như vậy là tán thán kẻ ấy, nói lời giả chẳng thật, nói lời thật sẽ rất khó nghe. Nói lời thật thì là gì? Cổ đại đức có nói một câu rất hay: trước cửa địa ngục tăng đạo đông. Đó là nói lời thật. Vì sao? Vì quý vị không hiểu Phật pháp mà cứ tự cho là đã hiểu, chẳng chân tu mà ngỡ mình là chân tu.
Nếu quý vị hộ trì đạo tràng nhưng tri kiến bất chánh, sẽ chẳng thật sự làm chuyện hoằng dương hộ trì, mà ngược lại trở thành gây chướng ngại. Chướng ngại người khác tu hành, nhân quả ý quý vị chẳng có cách nào tránh né. Vấn đề bèn nghiêm trọng. Người ta tu hành chẳng thể thành tựu, đoạn dứt pháp thân huệ mạng của người khác, tội còn nặng hơn giết hại thân mạng của người ta. Thân mạng bị mất đi, họ lại đầu thai chuyển thế rất nhanh, lại có được thân mạng mới. Nhưng huệ mạng chẳng vậy, dẫu lại đầu thai chuyển thế trong loài người, có cơ hội gặp gỡ Phật Pháp hay không? Kinh giáo có nói, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Đúng vậy, chẳng giả. Nhiều năm qua, các đồng học chúng ta thường cùng nhau học tập, cùng nhau niệm Phật, cùng nhau chia sẻ. Có mấy người thật sự thành tựu? Có mấy người thật sự được thọ dụng? Đừng nói ai khác, trước hết hãy quay về xét lại chính mình. Chính mình có thật sự thọ dụng hay không? Trong cảnh giới, bất luận là hoàn cảnh vật chất hay trong hoàn cảnh nhân sự, quý vị có thể chẳng bị ngoại cảnh ảnh hưởng, tâm được tự tại hay không? Tự tại gì vậy? Chẳng sanh phiền não, chẳng có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đó là đắc tự tại. Nếu thấy chuyện chẳng vừa ý, trong tâm rất khó chịu, còn có oán hận, gặp chuyện vừa lòng, vẫn sanh tâm hoan hỷ, vẫn sanh tham ái, quý vị là phàm phu, phàm phu chính công. Chưa được thọ dụng do tu hành Phật Pháp. Hàng ngày chúng ta phải biết phản tỉnh, phải kiểm điểm chuyện này. Pháp thế gian có thể gạt gẫm người khác, dối gạt chính mình, nhưng học Phật thì chẳng thể. Mục đích học Phật là gì? Thành Phật. Trong pháp môn tịnh tâm, giảng sanh là thành Phật. Phải nhận biết rõ ràng điều này. Người giảng sanh y thật sự thành Phật, lại còn quyết định thành tựu trong một đời. Pháp môn này thù thắng khôn sánh, đời này gặp gỡ chẳng dễ gì có được. Giống như trong bài kệ Khai Kinh đã nói,
Bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ, thế mà chúng ta đã được gặp gỡ. Gặp gỡ mà ở ngay trước mặt lại bỏ lỡ, tổn thất quá lớn. Gặp được thì phải nắm lấy. Đời này quyết định được sanh về tịnh độ. Quý vị đã thành tựu, công đức từ vô lượng kiếp tới nay đã viên mãn. Có thể giảng sanh hay không? Điều ấy tùy thuộc quý vị có còn tham luyện thế giới này hay không. Quý vị có thật sự buông xuống hay không? Do vậy, chúng ta thật sự mong tu tập. Những năm qua, chúng tôi cũng rất nghiêm túc suy xét. Vì sao tam học giới định huệ và giới luật cơ bản là thập thiện nghiệp đạo chẳng làm được? Sa di luật nghi của giới xuất gia chẳng làm được. Vấn đề này nghiêm trọng lắm. Nếu chúng ta xem xét tình trạng của khá nhiều người tại gia và xuất gia, sẽ có sự cảnh giác rất lớn. Mấy người giảng sanh lúc mất đầu óc tỉnh táo, tướng lành hy hữu, người ta thật sự ra đi. Thật sự đến thế giới cực lạc, nếu lúc mất chẳng sáng suốt, vẫn mê hoặc điên đạo, nếu ra đi như vậy, bèn sẽ có phần trong tam đồ. Chúng ta có nên cảnh giác hay chăng? Đời người rất ngắn ngủi, nhất là từ lứa tuổi trung niên trở đi. Ngạn ngữ thường nói, trên đường hoàng tuyền chẳng phân biệt già trẻ. Người đến độ tuổi trung niên nhất định phải nâng cao tánh cảnh giác, đang dần dần tiến đến tuổi già, cũng có nghĩa là có thể ra đi bất cứ lúc nào. Thuở Ấn Quang Đại Sư lão nhân gia tại thế, mỗi ngày đều nhìn một chữ, tức là chữ chết. Lão nhân gia tự viết, dán sau lưng tượng Phật. Mỗi ngày lạy Phật, niệm Phật đều trông thấy, răn nhắc chính mình. Chẳng còn chấp trước, hãy còn nhiều thời gian, chẳng có ý niệm ấy, mỗi ngày đều coi ngày ấy như là ngày cuối cùng trong đời mình. Cảnh giác cao như thế,
thì mới có thể nghiêm túc đối với tam học giới định huệ. Chẳng có sự cảnh giác cao như thế, quá nữa sẽ sơ sót. Cuộc sống mỗi ngày sẽ tùy thuận tập khí phiền não của chính mình. Đó là chẳng dối gạt ai khác, mà là lừa gạt chính mình. Chúng ta thấy những người tu hành trong quá khứ, thuộc thế hệ trước, thế hệ chúng tôi đã không được rồi. Chúng ta nhìn lên thế hệ trước đó nữa, lại nhìn lên một thế hệ cao hơn nữa. Họ thật sự nêu gương tu hành. Thế hệ chúng tôi chẳng đáng làm thầy người khác, mà cũng chẳng thể nêu gương tu hành tốt đẹp cho người khác. Kể ra tôi cũng vẫn còn rất may mắn, gặp gỡ ba vị thầy tốt đẹp, là giáo sư Phương Đông Mỹ, Chương Gia Đại Sư và lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, kể cả lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Cũng có thể là tấm gương cho chúng ta. Người ta tu thành công ra sao? Đặt vững vàng nền tảng. Nền tảng là giới luật, là cội rễ của tam muội. Chứ vị phải ghi nhớ, do giới đắc định, do định khai huệ. Trí huệ tuyệt đối chẳng phải là quý vị học bao nhiêu thứ, nhớ bao nhiêu kinh sách. Những điều ấy chẳng khai trí huệ. Không có giới và định, những điều quý vị học được là Phật học, là tri thức, chẳng phải là trí huệ. Phải hiểu rõ tri thức và trí huệ là hai chuyện. Trí huệ là thành tựu do giới và định. Tri thức chẳng cần đến giới và định. Cũng có nghĩa là trong tri thức chẳng có giới và định. Có giới và định, tri thức liền biến thành trí huệ. Chúng tôi suy nghĩ sâu xa, rốt cuộc do nguyên nhân nào, vì sao người hiện thời chẳng bằng cổ nhân? Người hiện thời coi nhẹ dung bồi giáo dục, chuyện này chẳng thể trách quý vị, mà cũng chẳng thể trách cha mẹ quý vị, cũng chẳng thể trách ông bà quý vị. Đúng như Đức Thế Tôn đã nói trong bộ kinh này, tổ tiên vô tri, chẳng biết đạo đức. Chẳng có ai nói, thật chẳng đáng trách. Chẳng thể trách quý vị vì có nhân tố lịch sử. Sau khi nhà Mãn Thanh vong quốc, đến nay là 99 năm, sang năm vừa đúng 100 năm, tức là một thế kỷ. Trong thế kỷ này, cả nước Trung Hoa là cục diện động loạn, chẳng được an định. Thuở đầu quân phiệt ca cứ, tiếp đó là kháng chiến chống Nhật suốt 8 năm. Trong 8 năm kháng chiến, tổn thất lớn nhất là sự giáo dục,
trong nền văn hóa truyền thống bị bỏ sót. Lớp tuổi tôi sinh trưởng tại nông thôn, còn dính líu đôi chút văn hóa truyền thống. Ở đô thị chẳng có, ở nông thôn còn có trường tư thục, chúng tôi được dính líu đôi chút. Chứ ở thành thị chẳng có, đã đổi thành học hiệu, chẳng học những thứ xưa cũ trong truyền thống Trung Quốc. Mà những thứ truyền thống dung bồi giáo dục chính là những thứ cũ kỹ: Đệ Tử Quy, Cảm Ứng Thiên và Thập Thiện Nghiệp là ba căn cội của Nho Thích Đạo. Vào thời cổ, trẻ nhỏ vừa lọt lòng đã được cha mẹ dạy, không phải là dạy trẻ học, mà là làm cho chúng nó thấy. Trẻ thơ từ thuở lọt lòng cho đến 3 tuổi là 1000 ngày. Những gì chúng nó thấy, nghe, tiếp xúc, chúng nó đều học toàn bộ, trở thành thâm căn cụ đệ. Trong quá khứ, không chỉ là cha mẹ, mà trước mặt trẻ con, người lớn luôn nêu gương tốt, vì sợ dạy hư trẻ nhỏ. Phàm là những thứ phản diện, sẽ trọn chẳng cho trẻ thơ tiếp xúc. Đó là yêu thương thế hệ kế tiếp. Hiện thời chúng ta biết những thứ ấy trọng yếu, căn cơ ở chỗ này. Do vậy muốn có thành tựu, chẳng thể không học bổ sung những môn công khóa ấy. Tức là ba căn cội của Nho Thích Đạo. Ba căn cội ấy nói theo Phật Pháp là căn bản đại giới. Đệ Tử Quy là căn bản đại giới của chúng ta. Cảm Ứng Thiên là căn bản đại giới. Thập Thiện Nghiệp Đạo là căn bản đại giới của Phật. Dung bồi ổn thọa ba căn bản ấy, người xuất gia học Sa Di Luật Nghi rất thoải mái, nhẹ nhàng. Vì sao? Căn cơ đã được đặt vững rồi. Tôi tin tưởng nếu đã dung bồi tốt đẹp ba căn bản ý, thì công khóa Sa Di Luật Nghi tối đa 2 tháng đã tốt nghiệp. Sau đây phải tuân thủ giáo huấn của Tổ sư Đại Đức, thâm nhập một môn, quân tu lâu dài, không ai chẳng thành tựu. Đối với kinh luận, trong thời đại này, tốt nhất là chúng ta chọn lựa kinh điển Tịnh Tông. Điển tịch Tịnh Tông chẳng nhiều lắm, chỉ có 5 kinh 1 luận. Chọn lựa một môn, khiến cho tâm định, định vững nơi một môn, thì là Tam Muội hay là Tam Ma Địa. Tối thiểu là 10 năm chẳng thay đổi. Tâm phải định lâu dài như thế, 10 năm không thay đổi,
thâm nhập một môn. Cách học như thế nào? Thí dụ như đối với bộ kinh Vô Lượng Thọ này, quý vị bèn chuyên môn niệm kinh Vô Lượng Thọ, mỗi ngày tối thiểu niệm hai lần, coi như là công khóa sáng tối. Sáng sớm niệm một lần, buổi tối niệm một lần. Phải tận hết sức tìm thời gian để nghe giảng. Hiện thời đĩa CD giảng kinh rất nhiều, hãy nghe nhiều, nghe mỗi ngày. Mỗi ngày tối thiểu chẳng thể ít hơn 4 giờ. Nghe kinh mỗi ngày, suốt 10 năm chẳng gián đoạn một bộ kinh này. Xin chúc mừng quý vị.